Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt quý anh chị, đây là dòng xe Ford Territory. Dòng xe thuộc phân khúc Crossover, gầm cao 5 chỗ, sử dụng động cơ 1.5 lít, đa dụng cực kỳ ăn khách của nhà Ford. Mà trong video ngày hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2024, em xin được cập nhật các chính sách giá bán, các chương trình khuyến mại mới nhất của dòng xe Ford Territory để cho những anh chị nào mà đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu dòng xe Ford Territory sẽ có thể nắm được. Với xe Ford Territory thì sẽ có 3 phiên bản để quý anh chị lựa chọn, bao gồm phiên bản Territory Titanium X, Territory Titanium và Territory Gen. Trong cùng phân khúc thì Ford Territory đang cạnh tranh với một số đối thủ như là Mazda CX-5 hay là với chiếc xe Hyundai Tucson. So với các đối thủ thì Ford Territory với lợi thế là dòng xe hoàn toàn mới, thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi, trang bị an toàn đầy đủ mà giá bán thì lại rẻ hơn đối thủ khá là nhiều, lên được rất nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh chị và các bạn thì anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh chị nhé. Sau đây là chi tiết lăn bánh từng phiên bản. Đầu tiên em xin chia sẻ phiên bản Territory Gen. Bản này thì đang có mức giá là 822 triệu. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì cũng không có gì thay đổi so với cái thời điểm trước em chia sẻ. Nhưng em xin phép được chia sẻ lại để cho những anh chị nào mà chưa biết đến giá tốt ở kênh của em thì sẽ có thể nắm được. Anh chị nào mà biết rồi thì có thể xem lại, không thì vui lòng bỏ qua video giúp em. Hiện tại cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì bên em đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, kèm những gói quà tặng phụ kiện cơ bản chính hãng của nhà máy sau khi trừ tiền mặt và tặng quà tặng. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 865 triệu, trả góp là 270 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 850 triệu, trả góp là 255 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh chị chuẩn bị cho em là 830 triệu, trả góp là 237 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh chị có thể tự đi đăng ký. Còn anh chị nào mà muốn đăng ký chọn gói thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ. Ok, tiếp theo em xin chia sẻ bản thứ hai, đó là bản Territory Titanium. Bản này thì đang có mức giá là 909 triệu. Chính sách giá bán ở thời điểm này thì đang rất là tốt. Quà tặng thì vẫn có dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Vậy thì em sẽ tính tổng lăn bánh sơ bộ để anh chị có thể hình dung con số cần chuẩn bị. Tại khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 953 triệu, trả góp là 290 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 935 triệu, trả góp là 278 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh chị chuẩn bị cho em là 915 triệu, trả góp là 257 triệu. Với cái bản Territory Titanium thì bên em đang có một số xe có thể giao luôn cho anh chị ở thời điểm này. Anh chị cứ quan tâm đến cái màu nào và cảm thấy phù hợp với mức giá em đang chia sẻ thì gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh chị đặt xe cũng như là có xe giao sớm nhất cho anh chị ở thời điểm này. Ok, tiếp theo em xin chia sẻ với quý anh chị phiên bản thứ 3, đó là bản Territory Titanium X. Bản này thì đang có mức giá là 954 triệu. Bên em đang giảm cực sâu về tiền mặt, tặng anh chị gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt, vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 013 triệu, trả góp là 311 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 995 triệu, trả góp là 292 triệu. Còn anh chị ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 975 triệu, trả góp là 272 triệu. Vừa rồi em đã chia sẻ rất là chi tiết, cụ thể cho anh chị về giá xe, về khuyến mại, quà tặng và tính tổng lăn bánh của tất cả các phiên bản của dòng xe Ford Territory ở thời điểm ngày 22 tháng 3 năm 2024. Còn anh chị nào mà muốn có giá tốt hơn, giá cạnh tranh hơn và giá chi tiết thì anh chị vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại ở trên màn hình để em gửi cho anh chị bảng giá lăn bánh chi tiết và giá sẽ là cạnh tranh nhất. Còn anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh chị vui lòng đăng ký kênh, ủng hộ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ. Vì kênh Xe Giá Tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào các video tiếp theo.